Báo cáo năm 2022 về tình hình mua bán người trên thế giới của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố mới đây đánh giá rằng Việt Nam không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tối thiểu để xóa bỏ nạn buôn người và không có những nỗ lực đáng kể để làm như vậy. Dựa trên những vụ việc đơn lẻ, chưa được xác minh rõ ràng, báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng Việt Nam dung túng cho tội phạm mua bán người và xếp Việt Nam vào nhóm 3, gồm những quốc gia có thể bị hạn chế nhận viện trợ. Ngay sau khi những thông tin sai lệch từ bản báo cáo trên được công bố, các thế lực thù địch, phản động đã lợi dụng để đánh bóng tên tuổi, tung tin xấu độc nhằm bôi nhọ hình ảnh, hạ thấp uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, chống phá sự nghiệp đổi mới của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Một số tổ chức, cá nhân phản động, thù địch cũng tung tin xuyên tạc, nói xấu tình hình, gây tâm lý hoài nghi trong dư luận, từ chuyện mua bán người trúng kéo vào lĩnh vực kinh tế xã hội, nhằm phá hoại môi trường đầu tư ở Việt Nam. Chúng suy diễn rằng với việc bị xếp vào nhóm 3, Việt Nam sẽ đối mặt với những chế tài trừng phạt, các công ty quốc tế có thể sẽ ngần ngại làm ăn với Việt Nam, người tiêu dùng sẽ tẩy chay hàng hóa Việt Nam. Cần thấy rằng bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chứa đựng nhiều thông tin chủ quan, phiến diện một chiều, chưa được kiểm chứng, không xác thực, không phản ánh đầy đủ và chính xác về tình hình cũng như quyết tâm và nỗ lực của Việt Nam trong phòng chống mua bán người. Thời gian qua, công tác phòng chống mua bán người đang được Việt Nam triển khai quyết liệt với sự vào cuộc của tất cả các bộ ngành, lực lượng chức năng, các cấp chính quyền địa phương. Không nhiều quốc gia trên thế giới tổ chức mạnh mẽ các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống mua bán người và Ngày Toàn dân phòng chống mua bán người như Việt Nam. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bám sát thông điệp của Liên Hợp Quốc và tình hình thực tế của cơ sở, các bộ ngành, địa phương ở Việt Nam có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày 30 tháng 7 tạo được sự lan tỏa tích cực, mạnh mẽ trong toàn xã hội. Các thông điệp phòng chống mua bán người còn được lồng ghép và truyền tải vào các chương trình giáo dục công dân, giáo dục ngoại khóa cho học sinh, sinh viên ở tất cả các cấp học, ngành học. Tại các diễn đàn quốc tế, Việt Nam tích cực tham gia trao đổi kinh nghiệm về chủ trương, biện pháp đấu tranh và thành tựu của mình trong phòng chống mua bán người. Việt Nam chú trọng đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm cao năng lực cho cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ về phòng chống mua bán người. Hàng trăm cán bộ của Việt Nam đã được bố trí tham gia các cuộc hội thảo, các lớp tập huấn chuyên đề, chuyên sâu về pháp luật và nghiệp vụ công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán. Việt Nam kiên quyết lên án mọi hành động cản trở cuộc đấu tranh phòng chống mua bán người và kịch liệt phản đối, bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc, bịa đặt nhằm phủ nhận những thành tựu bảo vệ quyền con người nói chung và công tác phòng chống tệ nạn mua bán người nói riêng ở Việt Nam. Và hành động núp bóng, lợi dụng những thông tin sai lệch từ bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để chống phá Việt Nam chỉ là vô nghĩa và nhất định sẽ thất bại.